Trong hai ngày 19 và 20 tháng 8 năm 2023 tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, chùa Ba Vàng sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2567, Dương lịch 2023. Trong ngày 19 tháng 8 năm 2023, chùa Ba Vàng sẽ tổ chức lễ quy y Tam Bảo, cầu an cho cha mẹ và đêm văn nghệ Vu Lan báo hiếu thâm ân. Ngày 20 tháng 8 năm 2023 sẽ diễn ra đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2567, Dương lịch 2023 và lễ cầu siêu phả độ gia tiên, bày tỏ tấm lòng thành kính tưởng nhớ ơn đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Cùng với đó, nhà chùa cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, chụp hình lưu niệm nhằm gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và con cái tại sân chính điện của nhà chùa. Lễ Vu Lan hay còn gọi là lễ báo hiếu là một trong các ngày lễ lớn của đạo Phật, nhằm tưởng nhớ, báo ân, báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên. Qua hàng ngàn năm, với ý nghĩa đầy nhân văn, giờ đây lễ Vu Lan không chỉ là ngày lễ của Phật giáo, mà trở thành ngày lễ báo hiếu của tất cả người dân Việt Nam.